Để thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các quận huyện tăng cường quản lý đối với tất cả những trường hợp cách ly tại nhà. Đây được xem là một trong số giải pháp hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng và nâng cao ý thức người dân chung tay cùng thành phố chống COVID-19, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngành y tế cũng như các khu cách ly. Hiện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly giám sát 732 trường hợp F2. Địa bàn rộng, số lượng nhiều nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nâng cao ý thức trong phòng chống dịch đang được địa phương tăng cường thực hiện. Các địa phương cũng tăng cường kiểm soát yếu tố dịch tễ, hạn chế nguồn lây SARS-CoV-2 ra cộng đồng và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định đối với người cách ly tại nhà. Việc thiếu chặt chẽ trong giám sát, cách ly y tế tại nhà là nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bởi trong đợt dịch lần này, tại Đà Nẵng đã có trường hợp F2 tự ý đi ra ngoài, sau đó có kết quả dương tính. Do đó, việc tổ chức ký cam kết phòng dịch được xem là một trong các biện pháp đảm bảo yêu cầu cách ly tại nhà được tuân thủ tốt hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì ngoài công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng cũng rất cần sự tự giác, nâng cao ý thức của chính những người thuộc diện cách ly tại nhà.